Sau đây là những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cập nhật đến chiều tối nay. Hôm nay, tỉnh Quảng Ninh được Bộ Y tế ghi nhận 3.956 ca mắc COVID-19, trong đó 3.465 ca cộng đồng, 491 ca đã được quản lý cách ly. 13 trên 13 địa phương ghi nhận ca mắc. Số ca phát hiện thông qua sàng lọc test nhanh 3.711 ca, được phát hiện qua xét nghiệm PCR 245 ca nhận định tình hình, đánh giá yếu tố nguy cơ dịch tễ. Dự báo sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần, dịch Covid-19 trong cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng có diễn biến phức tạp với số ca nhiễm mới và số ca mắc trong cộng đồng tăng. Hiện số ca mắc mới tăng ở cả 13 trên 13 địa phương trong tỉnh đã được dự báo trong điều kiện tỉnh khôi phục trở lại các hoạt động du lịch, lao động sản xuất, học tập cũng như các sinh hoạt xã hội. Ngày 3 tháng 3 năm 2022, tỷ lệ ca mắc là công nhân, học sinh vẫn chiếm tỷ lệ cao tỷ lệ nhiễm ở công nhân chiếm 29,3%. Tỷ lệ nhiễm ở học sinh chiếm ở mức 15,6%. Dự báo trong thời gian tới, dự kiến sẽ có khả năng gia tăng những trường hợp bệnh nặng. Vì vậy, nhóm người trọng điểm cần bảo vệ sẽ bao gồm người cao tuổi, người chưa tiêm chủng, người có bệnh lý nền, nhóm người yếu thế trong xã hội, nhóm trẻ em, phụ nữ có thai nhằm giảm số ca mắc chuyển nặng và tử vong. Khuyến cáo các ban chỉ đạo địa phương cần tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc xác định ca bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổ chức tốt việc ghi nhận các ca bệnh có đầy đủ thông tin, lập hồ sơ theo dõi, phân luồng điều trị theo phân tầng của Bộ Y tế để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, giảm số ca chuyển nặng dẫn đến giảm tỷ lệ tử vong. Triển khai các biện pháp truyền thông hướng dẫn người dân không mua các loại test, thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc dẫn đến việc đánh giá sai tình hình dịch bệnh và gây tâm lý hoang mang trong dư luận. Không lãng phí test COVID-19, không tích trữ quá nhiều test nhanh, gây tình trạng khan hiếm test trên thị trường. Nắm chắc hướng dẫn cách ly điều trị COVID-19 tại nhà theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, cơ quan y tế địa phương. Liên hệ các đường dây nóng và số điện thoại của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch cấp xã phường khi cần thiết. Tăng cường nhân lực hỗ trợ hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, trong tiếp nhận thông tin khai báo dịch bệnh của người dân tiếp tục ra soát đối tượng chưa tiêm chủng khẩn trương tổ chức tiêm vét cho các đối tượng trên người dân không chủ quan lơ là trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch